Chào anh em nha. Nay hàng về một con xe rồ bánh xích lớn nha anh em. Con này trọng tải nó chở được 1,5 tấn đây. Trọng tải nó chở được 1,5 tấn. Xích của nó còn mới ken xà beng luôn nha anh em. Xích này anh em về xài mấy năm trời nó chưa bị xi nhê nữa. Ra ở đây review hả? Review, hết chỗ review rồi. Chạy chứ. Để quay đã. Xe đồ nước sơn còn ok hết nha, zin hết nha anh em. Đèn có đèn trước luôn. Một bên bị mất rồi, có gì anh em mua rồi gắn vô. Chiều rồi nên nắng chói quá nên quay anh em xem kỹ kỹ xíu nha. Xích của nó là bao đẹp luôn. Anh em thấy không? Còn cái vàng của nó đây. Cái xe này không có dầm tút, không có làm bất cứ gì đâu. Còn zin hết. Mạc đồ còn hết nè. Cây số của nó đây nha anh em. Nó có 3 tới 1 che. Mở cái thùng lên nha. Cabo đồ còn mới hết nha. Zin hết nhưng chưa có xả gió vào lòng ván gì, còn zin hết. Đó, bơm dầu bằng điện qua luôn. Xe là xe ba máy nha. Máy máy cù ta nha anh em. Xe này nó đọc một cái là nó có một cái vàng để nó thay vì xe này mấy xe bánh xích kia là nó có một là thùng chết, hai là thùng ben. Nhưng con này nó đọc cái là cái vàng của nó là cái vàng mà nó đưa mình chất hàng ra đây là mình muốn cho nó xuống thì mình cho nó chạy cái là cái băng tải này sẽ chạy xuống, nó đưa xuống. Đó. Cái vàng này nè, lại chạy nè. Nó chạy bằng mắt này nè. Nó đưa đồ mình để cho này là đưa xuống nhẹ nhàng luôn. Thay vì bằng cái ben. À, cái bộ nhâm của nó. Rồi lên nổ máy nha. Hết chỗ review rồi, nó chạy ra đây để chạy cho anh em xem. Đóng capo lại luôn. Đèn cá đồ nổ nha anh em. À, cái vàng mà để cho nó mình chất hàng lên mà mình muốn xuống nè, phải chạy nè, vô cho nó chạy vàng xuống anh. Nó có 3 nút lận, chặt nhanh chặt một hai ba, vô nhanh nhất đi.
trong đây nè. Việt Nam mà Việt Nam mình chơi cỡ nào cũng chơi được.